xúc động quá. Mà nếu hôm nay để cố gắng thật nhiều, ba các em chúng mình sẽ cố gắng nhé, để làm sao để cho chú trả được hết nợ này, có một số tiền để nuôi các em nhá. Ba chị em mình cùng cố gắng nhá. Rồi ba người giơ tay lên, chúng ta cùng cố gắng nha. Và những lời nói của chị Vân Dung rất là xúc động, đại diện luôn cho hai đứa em của mình. Chúng ta cố gắng ngày hôm nay để trả nợ được cho gia đình anh Đông. 1, 2, 3 yeah. Tao không nghĩ là mọi người khổ thế. 800.000 là cả gia đình sống được một tháng nữa. Chỉ hy vọng là chương trình này sẽ kéo dài thật là dài để giúp đỡ được cho nhiều người sẽ phận nghèo. Đây là những người mà không được may mắn, không được may mắn như mình, không được may mắn như mọi người, cho nên là chỉ mong là chương trình kéo được dài, có nhiều nhà tài trợ để cho chương trình kéo dài, để cho những số phận hoàn cảnh éo le như thế mọi người có được cơ hội để thay đổi số phận của mình, để cho mọi người được may mắn hơn. Nói chung là phải nói thật là mình rất là vụng về, nhưng mà mình nghĩ là hôm nay mình chỉ mong là được may mắn cho mình, may mắn cho gia đình của người mình sẽ giúp đỡ, mình sẽ làm hết mình bằng mọi giá.